thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa gió, đồng hương thuộc các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái chính trị tại các cộng đồng khắp Hoa Kỳ như New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, Nam New Jersey, Philadelphia, Pennsylvania, Washington DC, Virginia, Maryland, Georgia, Oregon, Texas, Montreal, Canada và Âu Châu đã kéo về trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào đúng ngày quốc tế nhân quyền lúc 10 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2012 để tham dự một cuộc biểu tình nhằm tố cáo Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách tàn bạo tại Việt Nam, cũng như kêu gọi cộng đồng thế giới không bầu cho Cộng sản Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngoài cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, ban tổ chức còn cử một phái đoàn vào gặp gỡ đại diện văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào lúc 11 giờ 30 trưa. Những sinh hoạt hôm nay được tổ chức với Liên Cộng đồng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ, Cộng đồng Âu Châu. Kính mời quý khán thính giả theo dõi một số những hình ảnh về sinh hoạt của cộng đồng người Việt lần thứ 64 nhân ngày quốc tế nhân quyền tại New York. Thay mặt cho ban tổ chức biểu tình ngày quốc tế nhân quyền trước mặt trụ sở tại Liên Hợp Quốc, xin hân hoan chào mừng toàn thể quý vị ở khắp mọi miền đất nước, từ Canada, từ ở khắp các tiểu bang xa xôi, dù trời mưa gió lạnh lẽo, tất cả quý vị đã bỏ thì giờ quý báu hy sinh trong những ngày qua để đến đây cùng với chúng tôi tham dự ngày biểu tình để nói lên chính nghĩa quốc gia. Chúng ta có mặt ngày hôm nay nói cho điều quốc thấy, tất cả thế giới biết rằng Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam đang đàn áp những người dân đứng lên dẹp ngoại xâm. Bởi vì ngày nay là cái ngày quốc tế nhân quyền và Liên Hợp Quốc đã bắt đầu từ ngày nay trong vòng một tuần lễ là chuyên về vấn đề quốc tế nhân quyền. Do đó họ rất là bận rộn, nhưng mà họ đón tiếp của chúng ta ở đây phải nói là một sự thành công. Và chúng tôi cũng nói lên, thứ nhất không phải đây là chỉ một nhóm người, mà chúng tôi nói lên tất cả những cái người đồng bào của chúng ta, đồng hương của chúng ta ở cộng đồng Việt Nam, ở Liên bang Hoa Kỳ và toàn thế giới, cũng như là 90 triệu người. Và chúng tôi có trình bày sơ lược về tình hình nhân quyền ở trong nước. Thật sự thì người ta cũng biết, nhưng mà chúng tôi cũng đã trình bày và đại diện cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã ghi nhận, và đặc biệt là bên phần bên cao đài, quý vị cao đài đã trình bày những điều mà từ trước giờ không ai biết. Thì cái đó là cái sự mà chúng ta biết là cái sự đàn áp của Cộng sản rất là tinh vi đối với cao đài cũng như là các tôn giáo khác. Và chúng tôi cũng đã trình bày là Cộng sản Việt Nam không thể nào có thể vào một cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì quá nhiều vi phạm nhân quyền, vi phạm tất cả mọi điều ai cũng biết cả, nhưng tại sao lại phải ngồi trong đó. Thì bà cũng ghi nhận và chúng ta hứa rằng là chúng ta sẽ phải gửi thơ cho 193 nước ở trên thế giới, chúng ta sẽ cho họ biết là tình trạng nhân quyền Việt Nam như nào. Và Nguyễn Đình Toàn tường trình từ New York. Human rights! Human rights! Down with Vietnamese communists!